Ở trong nhà Phật chúng ta luôn luôn chúng ta hướng tâm. Hằng ngày chúng ta ước nguyện mà ước nguyện cao đẹp. Thí dụ như là nguyện cho con trí tuệ sáng suốt, nguyện cho con tu hành tinh tấn, nguyện cho con vượt thoát những cái bờ mê, nhớ không? Chí tu học vững bền, xa biển khổ nguồn mê. Thì đó là những cái ước nguyện cao đẹp của mình. Nhưng mà thưa đại chúng, Phật xác định với mình, nguyện, nếu chúng ta chỉ ước nguyện mà chúng ta không làm gì hết thì ước nguyện nó không bao giờ có thật. Có một bài kinh Đức Phật nói như vậy. Có một hôm đó, Đức Phật nói với ngài ông trưởng giả Cấp Cô Độc. Quý vị biết là trưởng giả Cấp Cô Độc là một trong những vị cư sĩ đệ tử của Phật mà nổi tiếng, rất nổi tiếng thời Phật, mà rải rác ở trong kinh tạng á, là hình như Đức Phật nói pháp cho ông Cấp Cô Độc cũng khá nhiều. Tại vì ông là một vị trưởng giả cư sĩ và thường tới lui thăm viếng Phật, và mỗi lần ông đến với Phật là ông hỏi đạo. Thì giờ Phật tử mình cũng vậy, mình đến chùa mình cái gì mình không hiểu thì mình phải hỏi. Bởi vì cái bổn phận của chư tăng là phải có trách nhiệm hướng dẫn cho mình về cái giáo nghĩa của Phật pháp. Mình là người cư sĩ ở ngoài, mình đi làm, mình có phương tiện hộ trì giúp cho đạo, dựng chùa, xây chùa, đó là ở cái phương diện gọi là hộ trì chư tăng trên bước đường hoằng pháp. Cho nên thường thường chúng ta có câu đó, thiền gọi là Phật pháp mà trường tồn là do chư tăng hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh nhờ đàn Việt phát tâm. Phật pháp mà không có trường tồn là bởi vì chư tăng không có chịu truyền bá chánh pháp. Thì người ta không hiểu chánh pháp thì người ta đi lạc pháp, ta đi sai pháp thì Phật pháp bị mai một. Cho nên cái trách nhiệm mà Phật pháp được trường tồn hay không là trách nhiệm của chư tăng. Còn cái ngôi chùa đó còn vững chãi hay không, đó là trách nhiệm của hàng cư sĩ. Cho nên khi mà quý vị cúng dường cho quý thầy đó, quý thầy trong tâm chắp tay và trong tâm quý thầy đọc một câu. Cái câu mà quý thầy mỗi lần quý vị cúng dường quý thầy sẽ đọc thầm ở trong lòng. Tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, đàn ba la mật cụ túc viên mãn. Phật tử cúng dường vật chất gọi là tài thí, chư tăng nói pháp gọi là pháp thí. Tài thí, pháp thí, hai cái thí này nó là một, nó không có phân biệt. Người nói pháp không vì người ta tại người ta cúng mình mới nói, mà người cúng dường cũng không vì tại vì thầy này mình thích hơn mình mới cúng. Nếu mình khởi cái tâm đó cũng chưa phải là ba la mật. Bây giờ cái người đó người ta tới hỏi đạo, người ta có cúng người ta không cúng, cái chuyện đó không quan trọng. Cái bổn phận của mình là người ta hỏi, mà nếu mình biết mình phải nói. Bố thí pháp như vậy gọi là bố thí pháp ba la mật. Mình cúng dường mà cúng dường không có trước những cái hình tướng gì hết, tại đủ duyên. Lỡ hôm nào mình gặp tăng mà không có đủ duyên cúng thì sao, cũng chịu thôi. Hồi nhỏ Pháp Hòa mỗi sáng có 10 đồng ăn sáng. Có bữa thì để dành tiền đi ra chợ để cúng dường, thích cúng dường cho quý thầy ôm mình bát đi khất thực. Mấy người ăn xin đi ngang trước mặt mình bao giờ cho, không tôi cúng tăng thôi. Có một bữa nọ đứng ngoài chợ lâu quá, người ăn xin thì xin hoài mà không cho, mà chả thấy thầy nào đi tới hết, mà bụng bắt đầu đói rồi. Thôi nghĩ trong bụng bây giờ là không nói gì nữa hết, móc tiền ra đi ăn thôi. Thì lúc đó vừa định đi móc tiền ra ăn thì ngó xa xa có một thầy đang ôm mình bát đi tới. Mừng quá, thôi vậy là mình sẽ mua xôi, mua gì đó cúng dường. Lúc đó để tay vô túi mới biết là mình bị móc túi mất rồi. Đâu, thành thử ra từ đó mình mới học một cái bài học, đó là gì? Nếu muốn làm thì cứ làm đi. Nếu mà mình không cho được một người tu mà mình cho được một người nghèo thì mình cứ cho, tại vì người nghèo và người tu giống nhau.
Nhưng mà trước bụng mình cứ nghĩ là phải cho người nghèo, cho người tu. Mà tới hồi muốn cho người tu, hay thậm chí giờ muốn cho người nghèo, hoặc là cho bản thân mình, cũng bị mất túi mất. Ở trong kinh Bách Vụ á, có kể một câu chuyện. Có cái anh chàng đó, ảnh vắt sữa để ảnh đãi khách. Ảnh vắt ra ảnh uống ngon quá, ảnh mới nghĩ trong bụng, ảnh nói bây giờ á, cái ngày mình mà mời khách về còn tới 2 tuần lễ nữa, mà vắt sữa ra sớm quá đó, thì để sữa nó không ngon. Thôi chi bằng dồn sữa vô trong cái bụng con bò 2 tuần, tới chừng 2 tuần đó mình sẽ vắt ra rất nhiều sữa để mà cho đãi khách. Khi khách tới, anh ra anh nặng, anh vắt sữa chẳng có giọt nào. Ở trong kinh Bách Vụ kể một câu chuyện như vậy. Thì Đức Phật nói cũng như thế. Có nhiều khi chúng ta muốn bố thí, nó thôi có 5 đồng mà cho gì, để khi nào tôi có 50 tôi cho luôn. Nhưng mà ở đời có đôi khi mình không có cơ hội mình cho. Nhiều khi cuộc đời nó thay đổi, hoặc là tâm mình thay đổi nữa. Có nhiều khi á, lúc này á, tâm mình còn bình an, không có ai chọt vô chọt ra gì, lòng bố thí mình phấn khởi lắm, tâm bồ đề mình kiên cố lắm. Biết đâu chừng 2 tuần lễ sau là mình bị một biến cố gì xảy ra, mình gặp một cái hình ảnh gì mình không thích, mình không ấy, là mình sụp đổ hết. Lúc đó 1 đồng cũng không cho, chứ đừng tới 50. Cho nên nhiều khi á, mình muốn tu, Pháp Hòa có nói, thời gian trôi rất nhanh. Thời gian trôi rất nhanh. Giây phút nào mình tỉnh đại ngộ là giây phút ấy mình tu hành. Bởi vì cái giây phút nào mình tỉnh là giây phút đó mình tu. Vì cuộc sống của mình là chẳng ai bảo quản được cái gì nó xảy ra. Hồi nãy thầy trụ trì báo tin là ở đây sẽ cúp điện, mà ở trên hãng điện cho biết là cúp điện 3 thành phố. Và cũng không biết chừng nào sẽ có điện. Thầy mới hì hục đi xuống kho, thầy đẩy lên cái bình phát điện, đẩy gần tới cái điện trên này nó có. Và ai cũng nghĩ rằng có thể là điện sẽ có tới 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, nhưng cũng không biết được. Thì Pháp vào nói như vậy, cho nên cái tu của chúng ta là gì? Là chúng ta vận dụng cái trí tuệ, cái tuệ giác để chúng ta quán chiếu và chúng ta thấy được cái sự tu hành của mình trong mỗi giây phút của cuộc sống, chứ không cần chi là đợi tới lúc nào mới có một bài học. Trong một buổi chiều thôi là chúng ta thấy. Chính vì vậy cho nên á, người dạy người khác đừng có buồn, kệ ai sao cũng được, không người ta nói, ta làm này bất quá nhiều khi người ta cũng vì cái tâm tốt, ta muốn cho nó tốt, nhưng mà ta có thể người ta chưa có hiểu được điều đó. Thưa đại chúng, Pháp Hòa, quý vị biết là Pháp Hòa làm việc từ khi Pháp Hòa đi tu 17 tuổi là Pháp Hòa đã ra làm việc rồi, đã phải gánh vác công việc chùa rồi. Thì quý vị biết Pháp Hòa phải gặp bao nhiêu là những cái dạng người và hoàn cảnh. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa đem một cái bình hoa lên Hòa cắm vậy, thì một cái vị khác á, nói, thầy làm này không đẹp, giật ra hết, chọt cái khác vô. Trời ơi, mình lên mình tung tức cành hông là tại vì trời ơi, tôi là trụ trì mà. Tôi là trụ trì mà tôi cấm cái này mà còn bị đổi. Nhưng cái giây phút đó Hòa suy nghĩ lại, cái vị đó chẳng qua cũng nghĩ muốn đẹp cái ngôi chùa, muốn làm tốt hơn thôi. Mình nghĩ cái này là mình tốt rồi, nhưng mà người ta cũng đâu có cái tâm xấu đâu, người ta làm cũng chỉ vì muốn cho cái việc này nó tốt hơn. Nghĩ như vậy thôi Pháp Hòa nín. Mà rải rác trong cuộc sống mà cứ như vậy hoài thôi. Có nhiều khi Pháp Hòa nói lát nữa nấu món này cho khách nghe, mình dây lên ở dưới này cũng làm. Cái ta hỏi Pháp Hòa hỏi lý do ở dưới này mới cho biết là tại vì cái món này còn, cho nên muốn làm cho nó hết, để không thôi lại bỏ phí. Đó, mình nghe cái lời giải thích thì người ta cũng có cái lý là người ta cũng muốn bảo vệ cho cái vật chất, cái của cái trong chùa. Thôi mình, cái lúc đó cái ngã của mình đó, nó xuống. Hôm qua Pháp Hòa có ví dụ á, có đôi khi mình dẹp được một cái ngã chỗ này mà mình bị cái ngã chỗ khác. Đó. Cho nên đó, dù cho mình là trụ trì hay phó trụ trì hay trưởng ban hay cái gì đi nữa, mình cứ nhớ mình chỉ là một người đến đây công quả thôi. Có ai mà không phải đến đây công quả đâu. Dù người đó được mệnh danh là trưởng ban tổ chức, cũng chỉ là một người Phật tử công quả thôi. Nghĩ vậy cái tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ ra. Lúc đó gọi là tu thiền.
Tu thiền không phải ở cái bàn tọa, ngồi trên cái bồ đoàn, mà tu thiền ngay đây. Tu thiền ngay cái đầu của mình. Bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng nhìn ra được một cái pháp để cho chúng ta vượt thoát những cái đau khổ. Mình buồn, có ai biết không? Không biết. Mà thậm chí người ta có biết thì người ta who care, đúng không? Nếu mà thậm chí ta có biết đó, thì bây giờ ai khổ? Mình là người khổ. Chính mình khổ, mình ôm ấp cái phiền não đó ngày này qua ngày kia. Thưa đại chúng, cái phiền não đó rồi mình không có thể tới với đạo tràng, mình không tới được với tăng thân, mình không tới được với Phật pháp, thì trong tam chướng cái đó gọi là cái gì chướng? Phiền não chướng. Nhớ không? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó. Thì cái buồn, cái phiền, cái hờn, cái giận của mình nó ngăn cản mình không để cho mình đi xa hơn được nữa, phiền não chướng. Rồi mình cứ giận chút, lúc chút, chứ lúc chút hoài, nó thành ra một cái nghiệp hay giận. Cái thứ hai nó sanh liền nghiệp chướng. Cái nghiệp là gì? Cái thói quen. Cái thói quen hay hờn mác hay giận. Rồi thì cuối cùng mình phải lãnh cái quả. Cái kết quả mà mình cứ hay giận hoài thì sao? Tướng mạo mình nó không đẹp, người mình nó nhăn nhó. Đây, đây Pháp Hòa nói bài kinh này cho đại chúng nghe. Đức Phật nói với thầy ông cấp cô độc này, cư sĩ cấp ở trên đề này có năm thứ mà người ta rất thích, người ta rất thích, người ta rất thích và người ta đang mong cầu. Đó là gì? Tuổi thọ, nhan sắc, niềm vui, tiếng đồn tốt, cuối cùng là chết được về cõi trời. Mình nghiệm coi mình khoái không? Thí dụ giờ không cho mình chọn năm đi mà một, mình cũng sẽ chọn một. Bởi vì ai mà không thích đẹp? Thích đẹp, thích sống lâu, thích có vui vẻ, thích được người ta khen, tiếng đồn, tiếng 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 lành đồn xa, và cuối cùng là khi mình mất đi mình sanh về cõi lành. Đức Phật nói với ngài ông cấp cô độc rằng ai cũng thích cái đó. Nhưng mà này trưởng giả cấp cô độc, không phải chỉ muốn mà được, không phải chỉ cầu xin mà được, mà chính người đó phải thực hành những gì có thể dẫn đến có nhan sắc đẹp, những gì có thể dẫn đến tuổi thọ, những gì có thể dẫn đến niềm vui, những gì có thể dẫn đến tiếng đồn tốt, và những gì có thể đưa người đó sanh cõi lành. Chứ đâu phải cầu mà được. Mình ví dụ nè, lấy một cái hạt cơm hay là một viên sỏi để xuống nước thì tự viên sỏi nó chìm, phải không? Mình đứng đây mình tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, Na Ra Dạ Gia, cầu cho sỏi nổi lên, không tụng biết bao nhiêu kinh mà hột sỏi nó không nổi. Rồi bây giờ mình lấy một cái chén dầu ăn mình đổ xuống nước, mình ngồi mình tụng tụng cho dầu nó chìm, dầu không chìm được. Vì cái bản chất dầu là nó nhẹ thì nó phải nổi trên mặt nước, viên sỏi nó nặng thì nhất định nó phải chìm. Không có kinh nào mà làm cho mình có thể đưa viên sỏi lên được. Cũng như thế, mình không thể nào muốn có được tuổi thọ mà cứ ngồi tụng kinh là có tuổi thọ, hay cứ ngồi cầu nguyện là có tuổi thọ. Đức Phật nói mình có quyền mong, tôi mong tôi có được tuổi thọ dài lâu. Thì Đức Phật nói anh phải thực hành cái gì để dẫn tới cái tuổi thọ dài lâu. Cái trường hợp đó Đức Phật lại nói một bài kinh thứ hai nữa. Bài kinh đó có cái tên là Năm Pháp Dẫn Đến Tuổi Thọ. Trong đó có gì biết không? Thứ nhất, tìm một công việc gì thích đáng cho mình. Dù cho công việc đó thích đáng nhưng cũng đừng làm quá đáng. Hai điều. Bây giờ phải qua ví dụ. Ví dụ như bây giờ á, mình có được một cái công việc á, là mình đúng với cái ý thích của mình, rất là thích đáng của mình. Đó là mình làm việc ở trong văn phòng, làm việc với cái computer, tìm công việc thích đáng làm. Nhưng cũng đừng quá đáng với công việc là gì? Làm mà quên mất giờ đi ra nghỉ ngơi. Tại vì cái điện lực của cái hệ thống computer nó rất là độc. Mình ngồi suốt cả ngày như vậy đó, đâu có tốt.
Thứ nhất là không tốt cho xương cốt của mình, thứ hai là không tốt cho cái bộ não của mình, vân vân, thì cái tuổi thọ mình nó cũng giảm. Quý vị thấy ở đây mình quả thật, hồi xưa người ta nói mình đó dính vô cái nghiệp nào là bệnh đó. Cái người mà đi làm thợ may á, thời gian sau là đau vai, đau tay, đau xương cốt, tại vì ngồi cả ngày rồi cứ đạp cái bàn máy cả ngày, rồi con mắt mình cứ chú ý vào cái mũi kim cả ngày. Người nào mà làm ở trong những cái hãng thịt, những hãng hoa, những hãng rau cải lạnh, lâu ngày xương cốt nó thấm lạnh. Đó. Cho nên ai làm một cái nghề nghiệp nào cũng thích đáng với mình, nhưng mà nếu mình không có cái thời gian để mình tiết lượng lại thì bắt đầu từ từ nó sanh bệnh. Ăn thức ăn phải đúng với liều lượng và sự tiêu hóa của mình. Ngày hôm qua Pháp Hòa có ví dụ cái vấn đề trung đạo cũng giống như mình ăn cơm vậy đó. Tùy theo mỗi tuổi tác mà mỗi người ăn khác nhau để nó vừa chừng với mình. Thứ tư là phải du hành. Du hành, nếu người bị giảm tuổi thọ là bởi lý do là du hành phi thời. Phi thời là sao? Tức là có thể là cái thời gian đó nó không tốt cho mình để mình đi. Ví dụ như là sức khỏe mình không tốt thì mình tránh đi cái nơi đó vào cái mùa lạnh. Ví dụ như người ta đi Ấn Độ, đi hành hương chiêm bái Ấn Độ, đa số là người ta sẽ đi bắt đầu từ tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Chứ qua tháng 1, tháng 2 là ít ai đi, tại vì nó quá nóng. Mà khi mà mình một cái sức nóng quá mình chịu không nổi mà qua bệnh đó, chẳng hành hương gì được mà mình hành hạ mình, đó là bệnh suốt cái thời gian chuyến hành hương đó. Tức là mình đi đâu cũng được, nhưng mình phải kiểm coi cái thời tiết ở đó như thế nào để mình đi cho nó phù hợp với mình. Cái thứ năm á, là mình quan hệ dục nhiễm không có chừng mực, nó sẽ sanh ra bệnh tật, vân vân. Thì Đức Phật nói là năm cái đó là năm cái giảm cái tuổi thọ. Còn bây giờ mình muốn có tuổi thọ không? Làm năm cái này ngược lại. Thế tức là mình có tuổi thọ. Người Hoa đó, mỗi lần mà lễ thọ đó, người ta hay có cái ý niệm là người ta mua một trái đào hay là một cái bánh bao bằng hình trái đào. Tại vì người ta quan niệm là trái đào là tiên ăn, mà tiên mà ăn cái trái đào vô là sống lâu lắm. Rồi người ta mới dâng cho cái người tuổi chúc thọ đó một cái chén mì, mì đó kêu là mì thọ. Mà cái mì đó, đó thì ngon thì nó không có ngon, nhưng có điều là nó dài đằng đẵng vậy đó. Ý đó là mình ăn như vậy đó để cái tuổi thọ mình nó dài, cho nên bắt buộc phải ăn một cái chén mì thọ. Mặc dù nó không ngon nhưng mà bởi cái ý nghĩa nó là mì thọ cho nên phải ăn một vài đũa mì thọ đó. Thì Đức Phật nói hồi nãy Pháp Hòa có thưa với đại chúng là không phải vì mình muốn cái gì mà tự nó được, như là mình thuộc. Bây giờ quý vị chưa thuộc kinh á, mỗi lần tụng kinh quý vị phải mở sách. Thì khi mà quý vị mở sách, nếu chúng ta mở sách mà chúng ta nhìn vào đó chúng ta đọc, chúng ta gọi là đọc kinh. Đến khi nào mà kinh bây giờ nó ở trong đầu mình nhuần nhuyễn rồi, chỉ cần nhắm mắt ai bắt là mình có thể tụng một cách rõ ràng, rành mạch. Cái đó gọi là tụng kinh. Hai cái đó nó vậy đó. Hễ chưa thuộc mở sách ra xem thì gọi là đọc kinh. Đến khi nào mình thuộc rồi thì gọi là tụng kinh. Tại sao gọi là tụng kinh? Vì lúc đó tâm của mình thả hồn theo từng chữ, từng lời trong đó. Và tiếng chuông, tiếng mõ khi người ta thỉnh lên mình hòa hội được một cách rất dễ dàng. Mặc dù quý vị có cuốn sách đó, nhưng mà lỡ mà bữa nào quý thầy mà tụng chú Lăng Nghiêm đó, quý vị cứ lăn nghiêng lăn ngửa về mà chạy theo cũng không kịp nữa, tại quý thầy tụng nhanh quá và mình chạy không không kịp nữa. Thì lúc đó mình mặc dù sách trong tay mà tụng cũng không không đều. Cho nên ráng, bây giờ ai cảm thấy rằng thôi bây giờ mình 50 60 tuổi mới biết đạo, thời gian không còn nữa, cho nên bớt những cái khác, những cái gì không cần thiết nữa bớt đi để dành thời gian lo cái này. Rồi tuổi trẻ đó thì phải lợi dụng là cái đầu mình nó còn tốt, ráng học kinh nghe pháp cho nhiều để nó thấm nhuần cái đó, chứ đừng có ý thôi trẻ quá lo chi chuyện đó, để nữa già già chút rồi lo. Khi mà già già rồi đó, cái tạp ở ngoài nó nhiều quá, cái lúc đó kinh chữ nó không vô, nó vậy thôi à. Cho nên á, mình muốn được cái quả này thì buộc lòng mình phải gieo cái nhân đó.
Cho nên người nào muốn có được tuổi thọ thì nhất định phải làm những việc gì mà có thể dẫn đến tuổi thọ. Thì Đức Phật dạy mình cái công việc đó. Tìm cái công việc nào thích ứng với mình, làm việc gì cho dù thích ứng nhưng đừng có quá cái sức khỏe của mình. Pháp Hòa nhớ cái thời người Việt Nam mình mới định cư ở nước ngoài đó, khoảng chừng 40 năm về trước, hầu như người nào cũng đi làm hai job, ba job. Tại lúc đó mình vừa phải lo ổn định đời sống ở đây, vừa phải gửi tiền về Việt Nam giúp gia đình bà con, cho nên lúc đó mình quên sức khỏe mình. Mà sao lúc đó mình làm mà mình thấy khỏe quá, không sao hết. Tại sao phải không? Lúc đó mình thiền. Không phải thiền công việc mà thiền gì? Thiền gia đình và thiền tiền, tiền lương á. Cho nên lúc đó mình quên. Khi mà mình quên hết tất cả cái xung quanh, mình chú tâm vào một cái gì đó, cái mình quên hết tất cả. Rồi cái thứ hai á, người muốn có dung sắc. Dung sắc tức là có cái nét đẹp. Không phải mình tự mình ngồi tụng kinh hoài mà nó đẹp. À, mà người muốn có đẹp thì phải làm gì? Ở đây Phật dạy mình là có mấy món mình phải làm. Một, đừng có nổi giận. Thứ hai, nếu lỡ nổi giận thì phải tìm cách giảm giận và đừng nuôi cái hiềm hận trong lòng. Bây giờ sau một trận la rầy xong, hoặc là có thể mình không bộc phát, giận nó có hai cách. Một là mình để trong lòng, hai là mình bộc phát. Cái người bộc phát xong rồi người ta biết mình giận, nhưng mà sau đó mình cũng chưa xả, mình nuôi cái hận, cái giận, cái buồn đó. Cho nên mình gặp cái người đó, cái tự mình đang vui, cái mặt mình đang lên vậy, cái tự nhiên gặp cái người đó mình xuống vậy nè. Thật ra riết lâu ngày á, cái diện mạo của mình á, nó đi theo. Hôm qua Pháp Hòa có thưa là cái tướng của mình á, nó từ cái tâm mình nó sanh, và cái tướng của mình nó cũng sẽ từ tâm mình. Nếu nếu mà cái tâm của mình hồi xưa mình buồn rầu cả ngày thì tự nhiên tướng tùng tâm sanh. Rồi bây giờ tướng tùng tâm diệt nè, tâm mình vui rồi thì cái tướng đó, tướng buồn đó nó diệt. À. Cho nên á, người mà người ta có cái buồn rầu hoài, cái nét không có tươi. Cho nên Đức Phật dạy á, ở trong cái những cái tâm hành xấu đó, nó có một cái tâm là sân. Sân là nổi lửa lên. Rồi cái tâm kế đó là hiềm hận, tức là để trong lòng. Mình ăn cái gì đó, một ngày mà nó không tiêu qua ngày hôm sau mình khó chịu vô cùng. Đại chúng có thấy điều đó không? Vậy mà tại sao những cái cục đó mà nó ở trong lòng mình ngày này qua tháng kia mình thấy khó chịu? Có một cái cô giáo á, cô mới đưa cho các em học sinh trong trường mỗi em một cái túi khoai lang tây á, và dặn các em là đi đứng nằm ngồi suốt một tuần lễ này không em nào được bỏ rời cái túi này ra. Một tuần lễ sau lên gặp cô. Thì một tuần lễ sau đi vô gặp cô giáo thì có những em cái bịch của nó nhẹ bớt rồi, có những em thì nặng trĩu mà nó mặt nó nhăn nhó khó chịu. Thì cô mới hỏi cái em mà cái mặt nó không đến nổi đó, hỏi sao cái bịch của em nó nhẹ vậy. Nó nói dạ cô dặn em là phải khiêng cái túi khoai này trong một tuần không được rời. Nhưng mà một tuần qua trong túi khoai này có những củ nó đã thối, nó hư, cho nên em bóc nó ra em bỏ. Mặc dù em vẫn khiêng cái bịch khoai, nhưng mà cái củ nào nó hư thì em bỏ ra ngoài. Cho nên vì vậy mà cái túi khoai này nó đỡ thối và đồng thời nó không đến nỗi nặng. Còn cái em này thì nó trung thành với lời nói của cô giáo quá. Một củ nó cũng không bỏ, dù là bao nhiêu củ thối, cho nên nó vừa nặng mà nó vừa thối. Thấy không? Thì cô giáo cũng mới xây qua cổ nói với các em, mỗi người chúng ta ai cũng có một túi khoai lang tây để đeo trong người suốt năm này qua tháng nọ hết. Nhưng mà có điều mà cái người mà họ nhanh nhẩu hơn một chút, họ tuệ giác hơn một chút, thì củ nào nó thối thì người ta bỏ nó ra, củ nào nó còn thì cứ để. Tại sao mình phải để cái củ đó hư chi, để nó làm mình khó chịu? Chính nhạc sĩ Phạm Di cũng đã nói với mình sao: hỡi bạn mình ơi, hái hoa thì cho khéo, hoa nào heo héo thì hái bỏ đi, chứ để làm chi, ứ ư là hoa gì? Hoa sầu.
Pháo Hòa có dựa theo cái điệu đó mà Pháo Hòa làm lại mấy cái lời khác. Hỡi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, hoa nào câu nào heo heo thì hãy bỏ đi, chứ để làm chi, nói ra người ta rầu. Mình là người Phật tử á, là người Phật tử nói giỏi làm hay, xứng danh là Phật tử. Ở trong kinh Pháp Cú có câu: như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa, không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa, có làm có kết quả. Tức là mình nói cái gì cũng được, nhưng nếu mình có thực hiện những gì mình làm thì mình sẽ có kết quả. Ở đây cũng vậy, lúc nào mình cũng nguyện sao? Nguyện cho thân tâm con luôn được an lạc. Thì bây giờ mình muốn thân tâm mình an lạc thì nhất định cái sầu rầu đó mình phải buông. Ở người Việt Nam hay có cái câu: tâm sầu bạch phát, lòng mà rầu tóc mau bạc. Lòng rầu là tóc bạc, mà để ý người nào mà lo rầu nhiều tóc bạc nhanh chừng đấy. Cho nên đó, thứ nhất là mình đừng, mình con người ai cũng có giận hết á, nhưng mà cái người mà người ta chưa có tu tập thì người ta giận qua năm này tháng nọ. Người Phật tử vẫn là một con người, mình có quyền giận, nhưng sau đó rồi quán chiếu cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ khẩu ý, từ quán không buông. Angry makes me look ugly. Là cái giận làm tôi xấu. Tức là mình có quyền, mình là một con người. Mình phải nói thiệt vậy. Ông thầy tu vẫn giận như thường, nhưng mà ông thầy tu biết là mình tu nghe. Tự nói với mình tu nghe. Mà bây giờ nếu mà mình đang giận quá trời quá đất, mình bực bội la xong lên đây ngồi cái Phật tử dưới: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn Tịnh Đức. Trời ơi, mình nghe mình ốt dục quá. Nãy giờ mình mới nổi sân ở dưới một trận mà lên đây Phật tử tán dương mình lên, tự nhiên tâm mình hổ thẹn. Cho nên thường khởi cái tâm hổ thẹn cũng là một phương pháp giúp cho cái bản ngã mình nó giảm xuống. Sanh tâm hổ thẹn, sanh tâm tàm quý. Người ta nói vậy mà mình chưa xứng đáng như vậy thì mình không có dám nha, mình không có dám show off. Thứ hai là hiếu thuận cha mẹ. Vừa rồi có một Phật tử viết cho Hòa một tờ giấy, một cái thơ: thầy, tại sao trong một gia đình 10 người mà anh em con không lo cho ba mẹ con mà cứ đổ hết cho con? Bây giờ theo ý thầy con có bỏ luôn không? Tại vì như vậy để có công bằng, chính người kia bỏ mà con nuôi. Nếu mà Pháp Hòa nói dạ bỏ luôn càng tốt, chắc Hòa khó sống á. Nhưng mà thật sự thưa đại chúng, bây giờ mình quán như thế này: tại sao trong 10 người con mà 9 người không lo mà chỉ có mình lo? Nếu nói phước, đó là phước của mình. Tại sao cha mẹ sanh 10 người con lo được 10 người con, mà bây giờ một người con không lo được cho hai người cha mẹ? Đó là mình dở không? Cho nên quán vậy cái tự nhiên. Mà hơn nữa hai người đó đâu phải ai lạ, là cha mẹ của mình. Trong kinh Tâm Địa Quán, kinh Tâm Địa Quán là một bản kinh nói về ân nghĩa nhiều lắm. Trong đó Phật nói như thế này: ở trên đời này chúng ta có hai ông Phật, một là Phật Thích Ca, hai là Phật Di Lặc. Cha mình là Phật Thích Ca mà mẹ mình là Phật Di Lặc. Nếu sanh ra gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ là thờ Phật. Như vậy thì nếu như mà mình được cái phụng dưỡng cho cha mẹ, đó là cái phước của mình. Thưa đại chúng, Pháp Hòa mất ông bà ngoại của Pháp Hòa đó, năm Pháp Hòa mới có 7 tuổi à. Lúc đó Pháp Hòa nhớ là ông ngoại Pháp Hòa thọ được có 56 tuổi. Hai ông bà mất hết. Chỉ một lý do thôi: bệnh không có tiền uống thuốc. Thỉnh thoảng bà già Pháp Hòa buồn, nói hồi mình nghèo á, không lo được cho ba mẹ đó, thì ba mẹ chết rồi. Bây giờ mình ra đây rồi, mình có khả năng,
Mình muốn gửi tiền về cho chăm sóc cho ba mẹ mà ba mẹ mình không còn. Thầy Huệ Phúc, thầy cũng mất mẹ từ nhỏ. Mà trong số các thầy, như là chú đệ tử lớn Pháp Hòa, đó là thầy Đức Tạng, thầy mất mẹ từ hồi thầy mới có 11 tuổi. Thành thử ra 10, mình bây giờ mà 60 tuổi mà còn vẫn được cài cái hoa hồng ở trên áo mình thì đó là cái phước của mình. Cho nên trong một cái bài Tân Cổ nó có cái câu đó: nếu ai diễm phúc được còn có mẹ thì đừng để thẹn lòng khi khinh áo cài hoa. Nhưng mà nếu ai lỡ mất mẹ rồi thì mình đừng chỉ thấy mẹ ở hoa hồng hay hoa trắng, mà mẹ luôn mãi sống dạt dào trong trong lòng của những người con hiếu đạo. Bây giờ dù mẹ không còn nhưng mẹ mãi trong con. Chúng ta hãy cười đi, cười với đóa hoa hiếu đạo. Đóa hoa hiếu đạo vẫn đẹp mãi mấy cái bông hồng. Pháp Hòa có một chú Phật tử vào biết đó. Ông già 96 tuổi. Đi làm mà không buổi trưa nào mà không lấy cái giờ ra để đút cơm cho ba ăn. Tại vì 96 tuổi rồi, đâu còn sức để mà ăn uống gì nữa. Ông già thèm sầu riêng. Ông ngồi ông đút, ông già một múi sầu riêng mà đút 3 tiếng đồng hồ. Bởi vì già thì cứ đưa vô đưa ra, quý vị biết cái miệng mớm mà nó cứ đút vô đục ra vậy nè, cứ đưa cho ông nhả ra đưa làm vậy đó, mà kiên trì ngồi đút cho ba một múi sầu riêng mấy giờ đồng hồ. Thiệt sự nếu mà ông cho Pháp Hòa lại, ông Pháp Hòa cũng lại. Bởi vì mình thấy được ở một cái nơi, một cái người mà làm việc rất khó làm, không phải dễ làm đâu. Vì ai cũng có, mình cũng có lý do: ba ơi ba ăn giùm con đi, con còn phải đi làm, con phải thế này thế kia. Thật sự ra ở cái cuộc sống này ai cũng rất bận rộn và ít ai có cái đủ cái kiên trì để làm những việc đó. Và có trên đời này, quý vị biết có những người ở trên nhà dưỡng lão, ở bên Canada mình có cái nhà dưỡng lão, có một ông Tây có hiếu cực kỳ, luật sư á, mà không buổi chiều nào đi làm về mà không thăm vô nhà dưỡng lão của chùa mình để thăm bà má. Mỗi lần tới á, bà già thì có cái bệnh, người lớn tuổi thì hay răng dạy, mà dù cái lời đó nói muôn đời muôn kiếp của ông câu mà ông cứ ngồi: Yes mom, yes mom, I know, yeah I hear you mom. Cứ như vậy mà bữa nào bận quá mà không vô hay mà ngày mai mà vô là bà già không có chỗ khác á. Bà già không có chỗ khác không? Ổng say qua đây: Mom, I'm sorry. Bà say qua đây, ổng chạy qua đây. Hai má con mà cứ như vậy, mà cái hình ảnh rất là dễ thương và rất đẹp. Cho quý vị mới thấy rằng, rồi mình sẽ thấy rằng khi mà ba mẹ mình không còn, mình sẽ mãn nguyện là vì lúc ba mẹ còn sống, mình đã làm được những gì cho ba mẹ, mình không có hối hận. Ngược lại, có nhiều khi cha mẹ không có giống như mình làm bao nhiêu ba mẹ cũng không vừa lòng. Cũng có trường hợp đó xảy ra. Thì thôi bây giờ mình nói gì, cứ để trong tâm niệm của mình, làm tất cả những gì trong khả năng của mình. Có hiếu không? Có nghĩa là ba biểu mình đi giết người là mình phải giết. Nếu mình cãi lại cái lời đó cũng không gọi là bất hiếu. Bởi vì lời nói đó không được đưa mình đến chỗ trong sáng. Thứ ba đó là mình phải tôn trọng cái đức tin của người khác. Ở đây á, quý vị biết á, có nhiều khi á, bây giờ ví dụ như bây giờ á, mình á, tin Phật, mình gặp một cái người không tin Phật cái mình nhăn nhó, mình khó chịu cũng không nên. Mình phải tôn trọng tất cả những cái niềm tin của người ta, và dĩ nhiên người ta cũng phải tôn trọng cái niềm tin của mình, mà người ta không có nên có cái thái độ khó chịu. Mà quý vị thấy không, đạo giáo để làm cho con người có an vui hạnh phúc, mà rốt cuộc mình nắm được cái gì đó của đạo giáo để rồi mình đi hành phạt người ta, mình sách nhiễu người ta, mình hạch sách người ta, mình mạt lị người ta là không đúng. Cho nên một trong những cái làm cho cái dung sắc mình đẹp là mình biết kính trọng những cái niềm tin của người khác. Thứ tư là mình biết dọn dẹp những cái chỗ công cộng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, quý vị nghĩ thí dụ bây giờ một cái đất nước mà tất cả những người dân ai cũng biết giữ gìn vệ sinh chung cho cái đất nước đó, thấy rác là lượm bỏ,
thì có đất nước đó được mệnh danh là sạch sẽ phải không? Ví dụ như ở những cái quốc gia ở đâu? Singapore, Nhật Bản, rất là sạch, bởi vì tự mỗi người dân ý thức. Bây giờ Pháp Hòa chỉ khuyên một điều thôi, Phật tử mình cũng ý thức. Mặc dù mình đi tới chùa, chùa có cái ban tổ chức, nào là ban vệ sinh, ban trật tự, ban gì cũng cần biết, nhưng mà mình cũng không nên bỏ rác bừa bãi. Tại sao? Tại vì chính cái bỏ rác bừa bãi đó nói lên được cái tính cách sống của mình không có ngăn nắp. Cái nhân nó vậy thì cái quả nó phải vậy thôi. Mình đi đâu mình cũng gặp rác. Mà cái rác này không phải là những miếng rác bình thường, đó là những cái miếng rác trong tâm của mình. Nó làm mình bực bội. Cho nên á, thí dụ như mình đi tới chùa, những cái đồ đạc gì của chùa mình dùng rồi mình phải trả lại chỗ cũ cho nó ngăn nắp. Mình không có thể phụ người ta dọn rác, nhưng mình đừng xả rác, đó là cái cần. Mình không thể ở lại lâu hơn để phụ người ta dọn rác, thì ít nhất cái miếng rác của mình nó phải đi vào trong cái thùng rác đúng chỗ, chứ đừng đụng đâu vứt đó. Cái nhân như vậy rồi mai mốt mình sẽ gặp những cái quả là mình sẽ bất như ý những cái chuyện lặt vặt không đâu vào đâu. Chẳng hạn như mình nhai miếng xin gâm, đang ngồi nhai vậy cái thầy cũng nói mời đại chúng đứng dậy tụng kinh, cái chú cha bây giờ nhát đâu trời, cái thôi sẵn cái kẹt cái mấy cái kệ của chùa cái nhả ra luôn. Thưa đại chúng, và nói là qua nói thật là bởi vì chính bản thân Hòa cứ đi lượm mấy cái miếng xin gâm như vậy hoài thôi. Có nhiều người mà đi vô chùa ngồi xong rồi nhả râm ra rồi nhét vòng vòng vòng. Rồi lâu lâu mà mình đi dọn rác là phải đi lượm mấy miếng xin gâm như vậy. Còn tàn thuốc thì thôi vô số. Thật ra mình, chính mình là Phật tử, mình không tôn trọng cái đạo tràng, cái thánh tích, cái thánh địa mình tới, thì làm gì cái đạo tràng trong này nó nói lên cái tướng, cái cách sống của mình, nó nói được cái nội tâm của mình là chánh báo, hoàn cảnh xung quanh là y báo. Y báo. Cho nên cái người mà người ta ngăn nắp sạch sẽ, quý vị nhìn người ta, dù người ta không có trang điểm, người ta không có gì, nhưng vẫn có một cái nét gì đó nó rất là lịch lãm ở nơi người ta, vì người ta luôn luôn người ta ngăn nắp như vậy. Cho quý vị thấy người Nhật không, bình hoa của người Nhật cũng không có màu sắc mà tùm lum như những cái bình hoa của phương Tây. Nhiều khi một cái cọng cây khô, một cành hoa rất đẹp. Những cái vườn hoa của Nhật đâu có hoa gì nhiều đâu, cây kiểng mà ta làm rất đẹp. Những cái món ăn của Nhật cái nhiều khi có hai ba cái miếng sushi mà cái dĩa. Quan trọng là cái trang trí, cái quan trọng là cái đẹp. Quý vị đi qua bên Nhật, đi những tới những ngôi chùa Nhật đơn giản lắm. Buổi sáng Pháp Hòa tới ở chùa bên Nhật, buổi sáng ta cho mình ăn gì, mỗi người là hai miếng đậu hũ nhỏ chí gì nè, vô cái chén ni vậy nè, không cái đó là súp đó, một cục xí muội, một miếng củ cải trắng. Cơm thì ăn thoải mái nhưng mà đồ ăn chỉ nhiêu thôi. Trời đất ơi. Trời ơi, cái bị mình ở chùa Việt Nam là sáng là tô mì, chiều tô phở. Rồi giờ qua bên Nhật là chút 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 vậy. Ăn cái chén mà mỗi người có một cái mâm nhỏ nhỏ, bên đó kêu là cái bento. À, đi vô trong mấy cái nhà hàng Nhật kêu cái bento là có miếng khoai chiên gì gì đó. Thì ở trong đó người Nhật mình mới thấy cái đơn giản nhưng mà rất đẹp. Ở đây Pháp Hòa nói, Đức Phật nói nếu mình muốn có được cái tướng đẹp thì mình phải tự chăm sóc cái hoàn cảnh bên ngoài mình đẹp, tức là mình không nên làm ô nhiễm môi trường, xả rác bừa bãi, phun khạc. Trời ơi, Pháp Hòa đi Trung Quốc Pháp Hòa giống như là đi nhảy đầm vậy. Tại vì á, mình đang đứng về cái ông này ông phun cái mình né vậy. Rồi cái mình né vậy cái ông này ông phun. Mà thôi. Cái người mà quý vị thấy những cái đức quốc con người mà họ không có lúc nào, nghĩa là còn cái chuyện mà mình thì Pháp Hòa là sợ khói thuốc dữ lắm, mà đi vô chung một cái cầu thang máy mà họ là khúc thoải mái thôi, mình tỏ lộ là mình khó chịu, họ càng phà vô mặt mình thêm. Cho
Cho nên Pháp Hòa bị mấy lần Pháp Hòa sợ rồi, sau này Pháp Hòa xây mặt vô vách không nhìn, để mình khỏi tỏ lộ. Mà mình càng tỏ lộ là mình không có thích cái mùi thì họ càng làm tới nữa. Cho nên nó từ đó quý vị thấy Đức Phật dạy á, mình phải lo dọn dẹp ngăn nắp, mà cái đó là cái nhân đúng thôi. Cho nên ở trên bàn thờ lúc nào cũng vậy, quý vị nào mà thờ Phật ở nhà đừng có bao giờ để nha. Trời ơi, bông bông mà từ lúc nó tươi cho lúc nó về, lúc nó xuống vậy mà tới cái bình nước, cái bình hoa nó khô queo khô đét, mà cái ly nước cúng Phật đến nó đóng bờn hết trơn, hỏi sao không đem xuống? Dạ con tưởng không được đem xuống. Trời đất ơi, mình thờ Phật là phải sạch sẽ trang nghiêm, không cần bàn thờ lúc nào cũng phải có hoa tươi, không cần, nhưng hễ héo là phải đem xuống. Trái cây mình cúng á, 2 ngày 3 ngày rồi muốn ăn lợi xá Phật rồi bưng nguyên dĩa xuống, đừng có đi ngang cái bóc trái nho, đi ngang bóc trái táo, mà riết cái biến cái bàn thờ làm cái chỗ chứa trái cây để cho không nên. Và đồng thời cũng không nên để trái cây đến nó héo queo, nó thúi. Nói chung là trên bàn thờ lúc nào cũng phải sạch sẽ ngăn nắp. Mà nếu mà mình làm được cái như vậy, người ta bước vô nhà, ta nhìn bàn thờ, ta nói được cái tinh thần của Phật tử. Ta nói được cái tinh thần của Phật tử. Phải không? Quý vị để ý, cái vị trụ trì cũng vậy, quan tâm đến sự sạch sẽ trong chùa thì tự nhiên trong chùa đâu đâu nó cũng ngăn nắp nó vô đó. Chứ đúng như vậy thôi. Cái thứ nữa đó là mình đi chùa mình làm công quả, quét dọn chùa chiền. Rồi bây giờ Phật nói hai cái này quan trọng. Đối với người xấu, tức là người ta có cái nét không có được, nhìn dễ coi đó, đừng khởi cái tâm khinh người ta, gớm nhòm người ta. Cái đó mà là mấy cái nãy thôi nó dễ đi, hai cái này Pháp Hòa thấy rằng nó liên hệ tới cái đẹp. Khi mình thấy người khác không được dễ coi, đừng khởi tâm xa lánh người ta, dùng gớm nhòm người ta. Nếu mình thấy người nào đẹp, đừng khởi tâm ganh tị. Cho nên một trong những cái lý do mà mình nghèo là tại sao? Vì mình ganh với người giàu. Đời trước mình thiếu bố thí làm lành, cho nên đời này mình mới nghèo. Mà mình nghèo vật chất rồi mà nghèo luôn cả tâm hồn nữa, thấy người ta có mà mình không hoan hỷ với người ta. Nghèo hai thứ, nghèo vật chất mà nghèo luôn cả tâm hồn, nghèo luôn cả sự tu tập. Cho nên Đức Phật nói về dung sắc, nếu ai muốn có dung sắc thì nên thực hiện những cái này để dẫn đến cái chỗ có dung sắc. Quý vị đọc trong cái bài 32 tướng của Phật, sở dĩ đời này Phật có những nét đẹp là bởi vì đời trước Phật gieo cái nhân. Pháp Hòa ví dụ như á, Phật á không có nói dối, cho nên đời nào Phật sanh ra lưỡi Phật cũng dài, hay là nước bọt của Phật thơm, mình là nước bọt mình là đa phần là hôi. Tại vì sao? Tại vì trong cuộc sống của chúng ta làm gì làm chúng ta cũng còn chút chút. Bây giờ nói tới an lạc, hồi nãy mình nói tới tuổi thọ rồi, mình nói nha dung sắc rồi, giờ mình an lạc. Thưa đại chúng, an lạc nhiều lắm. An lạc là gì? Lạc là vui, an là an ổn. Chỉ cần mình có an ổn là có niềm vui. Phật nói trong kinh rất rất nhiều cái để giúp cho mình an lạc, nhưng bây giờ Pháp Hòa nói một vài cái nữa. Trong kinh Pháp Cú, cái phẩm an lạc nói câu này: vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Bây giờ nếu mà chúng ta chỉ cần biết rằng hiện tại giây phút này mình không có bệnh, tự nhiên vui. Không không phải là không có bệnh trong tương lai, nhưng mà giây phút này mình, rồi bây giờ mình sống sao? Biết đủ vui tối thượng. Sở dĩ mà chúng ta không biết đủ là tại vì là chúng ta cứ mãi thấy mình nghèo.
Đức Phật nói á, một trong những nguyên do mà con người không bao giờ giàu được, một trong những nguyên do là bởi vì con người không biết đủ. Tại vì mình không biết đủ là mình cứ đi kiếm hoài là mình thấy ai nói mình giàu mình không chịu đâu. Tại vì sao? Tại vì mình không bao giờ mình thấy đủ. Chỉ cần mình thấy đủ là mình giàu. Một trong những làm cho mình mất cái an lạc đó, là chấp. Quý vị chấp không? Chấp là mình dính mắc, mình cột chặt. Cái chấp đó là cái gốc của mọi đau khổ. Cái gì mình cũng có thể chấp được. Ví dụ ha, mình nói trời ơi tôi tưởng đâu á, là cái anh đó đó ảnh đi chùa mấy chục năm, ảnh phải là cái người Phật tử dễ thương. Mình phải biết rằng đi chùa mấy chục năm, nhưng mà người đó chỉ có đi chùa nhưng mà chưa có mài dũa gì hết. Cũng giống như một đứa học trò, nó sách tập nó vô trường mà nó không hề vô lớp, thì cái đứa nó cũng được mệnh danh là đi học, nhưng mà nó chỉ vô trường thôi, nó không có vô lớp. Mà có những đứa nó vô tới lớp nó ngồi rồi, nhưng mà nó để cái đầu của nó ầu ơ dí dầu ở chỗ nào nó chẳng thấm gì hết, thì nó cũng chẳng đâu vào đâu. Đừng có chấp. Ngay cả cái pháp môn tu ngày hôm qua Pháp Hòa nói rồi đó, ai thuận hợp theo cái nào thì mình tu theo cái đó. Sáng đó, con em đó chừng 26 tuổi lên nó hỏi Pháp Hòa, chứ tại sao trong đạo Phật có nhiều tông quá. Pháp Hòa mới nói dạ không, nguyên thủy đạo Phật không hề có tông gì hết, mà Đức Phật đi thuyết pháp là tùy mọi căn cơ, mọi hoàn cảnh mà Đức Phật nói thôi. Không có chia tông, Phật không hề nói ồ bữa nay tôi gặp anh là tôi nói tông này cho anh, Phật không có. Nhưng mà cái chuyện chia tông này là từ khi đạo Phật truyền sang tới Trung Quốc, rồi các tổ Trung Quốc á, các tổ Trung Hoa mới tu theo mỗi một cái cách đó, rồi tâm đắc với cái đó, rồi các ngài lập tông về cái đó, chứ còn nguyên thủy Phật giáo không có tông gì hết. Cho nên thưa đại chúng mình cứ nhớ vậy nè, Phật tử chúng ta chỉ là một nguồn thôi, là Phật tử. Như bây giờ để cho nó có một cái rõ ràng và dễ dàng trong sự sinh hoạt, mình bắt chia ra hội thanh niên Phật tử, phụ nữ Phật tử, hay là những bô lão Phật tử. Nhưng mình nhớ là mình chia như vậy để mình dễ sinh hoạt cái tuổi tác, để mà họp mặt rồi nói chuyện tâm tình cho nó dễ. Bô lão đừng bao giờ mà phiền hà thanh niên. Mình đi thấy không, đám thanh niên tôi không chơi, nó không, mấy người kia già cả tôi không chơi. Cái từ từ lẽ ra mình là một cái cây xum xuê nhiều nhánh, mà rốt cuộc nhánh nào nhánh nó yếu ớt quá trời luôn, có le hoe có mấy lá, là tại vì mình không có thấy được cái đó. Tất cả những nhánh ngọn mục đích là làm cho cái cây đó tốt tươi, và cái cây này nó vững thì tự nhiên làm cho nhành lá nó tốt tươi. Đừng có khởi cái tâm phân chia như vậy rồi tự mình làm cho mình yếu đi cái lực của mình. Cho nên á, cái an lạc là khi mà chúng ta nhận ra được mọi sự việc trong cuộc sống này. Thưa đại chúng, bây giờ có một câu để các vị để túi bể, để dành khi nào việc gì nó đến là các vị quán chiếu cho mình có an lạc. Pháp nhĩ như thị, bốn chữ. Pháp nhĩ như thị là gì? Là tất cả các pháp nó như vậy, là con người nếu hạnh phúc thì theo thứ tự là sanh già bệnh chết. Nhưng chữ sanh già bệnh chết là nói cho nó có một cái tuần tự như vậy, nhưng mà thật sự ra có những trường hợp là không cần già bệnh chết, trẻ bệnh chết cũng có, và thậm chí trẻ chết nữa chứ không bệnh nữa. Nói tới đây Pháp Hòa nhớ một bài kinh khác. Đức Phật nói chết có bốn cách chết. Có những người tuổi thọ hết nhưng mà tiền của chưa hết, cái đó gọi là thọ tận tài bất tận. Tuổi có những trường hợp chết vậy không?
Có những người ta tuổi thọ ta hết rồi nhưng mà ta chết nhưng mà tiền của ta còn để lại. Tuổi thọ hết, tiền của chưa hết. Có những người tiền của hết mà tuổi thọ chưa hết cũng chết. Có những người tuổi thọ hết, tiền của hết, chết một cách là thọ hết, tiền hết. Nhưng mà có những người tiền của chưa hết, tuổi thọ cũng chưa tới tận, nhưng mà do một cái duyên đến, như là xe tai nạn xe cộ, rớt máy bay, bị tai nạn xe lửa, hay bất cứ một cái nguyên do nào do cái bên ngoài nó tác dụng chết. Cho nên mình thấu được như vậy, cái tự nhiên mình sao thấy pháp nhĩ như thế. Hồi chiều Pháp Hòa với thầy Huệ Phúc ngồi hai anh em nói chuyện. Anh nói bây giờ sau một thời gian em quán chiếu được một điều là trên đời này không có cái gì mà nó có, dù nó rơi trong tay mình rồi mà nó mình cũng chắc chắn được. Pháp Hòa nói cái đó đúng. Pháp Hòa đã trải qua rồi. Thậm chí bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, quý vị làm ăn đó, quý vị ký một cái contract với một người nào đó, nghĩa là đã ký rồi là chắc chắn cái mối này là sẽ do mình, vậy mà chiều lại có biến cố xảy ra là cái contract đó hủy. Thật ra quý vị sẽ thấy rằng pháp nhĩ như thị, nghĩa là trên cuộc đời này bất cứ cái gì nó cũng sẽ xảy đến với mình. Cho nên mình thấy nó đến với người khác không có nghĩa là nó sẽ không đến với mình trong một ngày nào đó. Thấy như vậy để chi? Để tâm mình bắt đầu có an ra. An là mình gì? An á, là nó ngược lại với bất an. Mà khi con người mà có an phần nào thì có lạc phần đó. Bây giờ Pháp Hòa qua đây là mấy lần rồi? 5, 6 lần, 7, 8 lần gì không nhớ nữa. Nhưng mà không lần nào qua đây mà không te tua tơi tả. Bởi vì ở trên này cái độ cao của nó Hòa chịu không có nổi. Cái đầu Pháp Hòa là nó nặng như là một cục đá nó ghì xuống. Mà người ta thường nói là ăn vô rồi nó căng da bụng nó mới trùng da mắt. Nghĩa là mình ăn rồi mới buồn ngủ, mà em không ăn em cũng buồn ngủ như thường. Hai con mắt nó cứ muốn sụp mà người không có sức. Chỉ khi nào giờ nào mà lên ngồi đây là bắt đầu thấy nó tươi, nó khỏe, nó sức vậy đó. Nhưng mà xuống rồi là người nó uể oải vô cùng. Rồi không lẽ bây giờ qua đây rồi mà cứ phiền hà nó hoài, ai hỏi khỏe? Dạ khỏe. Nhưng mà trong lòng mình sao pháp nhĩ như thị. Anh lên đến cái chỗ này, cái độ cao nó như vậy mà sức khỏe anh không đủ thì nó phải như vậy. Quý vị biết Pháp Hòa đi Tây Tạng năm 2002, đi với thầy Tịnh Mãn nè. Xuống tới phi trường vào Tây Tạng, người ta nói nha, các vị phải nên về khách sạn nghỉ ngơi, ngày hôm nay quý vị sẽ rất mệt. Pháp Hòa cãi liền, mệt gì, tôi khỏe nè. Tôi khỏe đây, bây giờ phải dẫn tụi tôi đi hành hương, tụi tôi ở đây có mấy ngày rất là quý phải đi. Nó nói không, thầy phải về nghỉ. Quý vị không, chưa về tới khách sạn nữa, Pháp Hòa xỉu trước trong đoàn luôn. Pháp Hòa là người gục trước trong đoàn. Một mình Pháp Hòa mà thở 16 bình oxy, bình nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ. Khoe thành tích đó. Quý vị biết đi Tây Tạng mà thầy Tịnh Mãn ha, thầy ở chung phòng cho Pháp Hòa đó, cái năm đó là thầy là người khỏe mà thầy không sao. Tới chiều lại thầy nói sư anh ơi em chịu hết nổi, cái đầu nó như là búa bổ chịu không nổi. Bởi vì Tây Tạng nó cách mặt biển mấy ngàn mét. Ngày hôm sau Pháp Hòa ráng bò ráng lết còn đi được mấy chùa, còn thầy ngồi trong xe không. Quý vị biết là trong đoàn á, có một bà cụ năm đó 80 mấy tuổi mà bà cụ phải kè Pháp Hòa đó. Hai bà cháu dẫn nhau đi mà bà cụ không có chuyện gì xảy ra hết, còn Pháp Hòa đi 3 bước, 3 bước chứ không tới bước thứ tư nữa. Thế là bà dừng lại cái bà đưa nước cho uống. Rồi đi 3 bước mà ráng ráng như vậy đó. Về tới khách sạn có một cô người Nhật, cổ đang đứng cổ trả tiền, cổ làm một cái rầm cổ xíu. Rồi bắt đầu trong đoàn mới chạy tới đưa cho cổ cái bình oxy, cổ thở lát cổ mới tỉnh lại. Thì Pháp Hòa nói như vậy là để thưa đại chúng pháp nhĩ như thị,
mình đi tới đâu, hoàn cảnh nào. Bây giờ mình đi làm phải không? Đừng, mình đi làm là mình có thể sẽ gặp những người đồng nghiệp với mình hiềm khích với mình, luôn luôn tìm cách lấn cấn với mình. Bây giờ mình đi làm, bây giờ mình quán cái gì đây? Vô đây đi làm kiếm tiền, không phải kiếm chuyện. Quán như vậy cái tự nhiên mình có thể lướt được. Nếu mình vô đây kiếm chuyện là mình mất tiền. Vô đây đi làm kiếm tiền, không phải kiếm chuyện. Và thưa đại chúng là cuộc đời Pháp Hòa tu á, cái bằng cái cách là bàn bạc trong cuộc sống, bất cứ chuyện gì nó xảy đến là Pháp Hòa đều suy nghĩ như thế nào để mình có thể tìm ra một cái cách tu cho mình mà mình an lạc ngay trong giây phút đó. Chữ an là an ổn. Khi lòng mình không còn những cái mà gọi là chồi lên hộp xuống nữa thì tự nhiên mình có ăn là lạc liền ngay lúc đó. Bây giờ quý vị đói bụng, quý vị expect bắt buộc là phải có 5 cái bánh. Dạ thưa không, nếu lỡ có một cái ăn không? Ăn, bởi vì một cái thì nó vẫn no một cái. Mình tu cũng vậy. Mình tu cũng vậy. Tu ít, lạc ít. Tu nhiều lạc nhiều, mà không tu thì mặn chát, nó không lạc. Rồi bây giờ được 3 tháng không? Tuổi thọ, dung sắc, an lạc. Bây giờ tiếng đồn, người Mỹ nó có câu á, if you do something good, nobody remember. If you do something bad, nobody forget. Mình làm một cái điều tốt chưa chắc người ta nhớ, lỡ làm một điều sai hiếm người nào mà quên, có phải không? Vậy thì bây giờ trong cuộc sống này, nói như vậy không có nghĩa là lúc nào chúng ta sống chúng ta cũng phải biểu lộ như thế nào để chúng ta có tiếng tốt, không cần. Có một câu như thế này, cái vấn đề là không phải người ta đang nói tốt nói xấu về mình, cái quan trọng là mình cứ sống thật để cái tiếng đồn đó nó xác định cái nghĩa. Người ta nói mình xấu, ok, mình cứ sống ngược lại hết đi, để cái tiếng nói xấu đó nó không còn kết quả cái nghĩa nữa. Nhưng mà cái cách sống của mình ở đây là sống chân thật mà không cần phải phô trương biểu lộ để rồi được cái tiếng, tâm mình sao mình sống vậy. Sống như vậy gọi là sống chân và thật. Thật á là không có giả. Chân á là nó nguyên chất. Cho nên nhà Phật chúng ta nói là Phật tử thuần thành. Chữ thuần là gì? Không có tạp. Ví dụ như quý vị nói mời uống nước sôi, hỏi nước này có pha và không, thuần là nước lạnh. Thì chữ thuần là không có cái gì tạp vô hết. Thì Phật tử cũng vậy, mình cứ sống thuần không có tạp. Không cần mình phải giả bộ. Mình cứ sống chân thật. Nhưng mà chân thật của mình đó là khéo chân thật, chứ không phải lúc nào cũng biểu lộ. Có những cái mình thật nhưng phải khéo. Thứ năm là gì? Ai cũng muốn mình sanh về những cõi lành. Muốn cõi lành thì mình không thể nào mình không tạo cái nhân lành. Cho nên thường á mình cầu chúc cho một người nào mà người, ví dụ ha, ví dụ bây giờ quý vị đi thăm một cái người mất mà người bạn của mình là một người đạo Chúa. Bây giờ mình muốn chúc cho họ được sanh về cái cõi tốt, mình nói là sao? Xin chúc nguyện cho anh sanh về cảnh giới an lành. Cảnh giới nào có an lạc là cảnh giới đó của người mình muốn. Mình không cần phải chúc cho đi về Tây phương cực lạc. Phải không? Mình không cần cho chúc cho người ta đi về Đông phương cực lạc. Mình không cần chúc cho người ta là đi về cõi trời. Mình cứ nói là nơi nào có an lạc, nơi đó là chỗ của anh ở. Mình cũng muốn vậy thôi. Đấy, quý vị là bỏ ra 4 5 ngày đây, quý vị chẳng lẽ chẳng phải là quý vị đang đi tìm cái chốn an lạc đó sao? Vậy thì nơi nào an lạc là nơi đó là của mình. Nơi nào mình bằng lòng, mình nhẹ nhàng thoải mái là nơi đó là cõi trời. Cho nên người người tiếng Hán có câu, người ta định nghĩa chữ trời nè. Thiên là hỏi thiên, thiên là trời đó. Thiên thính tịch vô âm, trời lấy tí lấy tai mà nghe tiếng không có tiếng, thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm,
mơ mơ màng màng, tìm ở đâu? Hỏi trời, nói trời mà trời ở đâu? Chỉ lên đó, không phải. Mình cứ nói chỉ lên đây mình nói trời mà, thì không phải. Thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễn, không có cao cũng không có xa. Bây giờ rốt cuộc kêu kiếm tiếng thì không có tiếng, mà không biết chỗ nào mà tìm, không cao cũng không xa, rốt cuộc nó nằm ở đâu? Đồ chỉ tại nhân tâm. Trở về thì mình mới thấy nó nằm ngay lòng của mình. Ngay giờ phút này đại chúng có an lạc là quý vị đang ở cõi an lạc. Cho nên cái ngày nào chúng ta cũng chúc nguyện tùy sở trụ xứ thường an lạc. Hồi chiều quý vị ăn cơm không có đèn có hạnh phúc không? Hạnh phúc. Thường ngày quý vị ngồi trên bàn ăn cơm, mấy ngày nay ngồi đất ăn cơm hạnh phúc không? Hạnh phúc. Mấy ngày nay ngày nào ở nhà mình là có thể ba bốn món, năm bảy món, mà chiều nay hai chiều liền rồi mỗi người được một tô bún hay tô phở gì đó, có hạnh phúc không? Cũng hạnh phúc. Tại vì mình so ra là mình cứ lấy bốn cái chữ pháp nhĩ như thị. Quý vị biết rằng Pháp Hòa đi phi trường có nhiều lúc là đi giảng đi về connect, cái máy bay của mình ở ngay cái first flight thì nó đã delay rồi, thì khi mình bay đến cái chỗ địa điểm mình connect là mình quá cảnh á, là cái máy bay của mình nó đi mất đất rồi, mà tới đó là khuya rồi. Thì cái lỗi không phải do thời tiết, xin lỗi, cái lỗi không phải do hãng máy bay, cho nên hãng máy bay sẽ không đền hay là không cho mình khách sạn đi ngủ. Lúc đó mình phải ở phi trường. Pháp Hòa từng ở phi trường suốt đêm không có cái nón để đội, tại vì đồ đạc của mình bỏ vô cái carry on. Trước khi mà lên máy bay họ nói bữa nay máy bay nhỏ quá, dù có thể gửi cái hành lý này đi về, nghe lời gửi hết, áo lạnh nón len gửi hết, cuối cùng nằm ở ngoài phi trường suốt đêm không có cái gì để che hết, nó lạnh cả mỏ hiền muốn chết. Đi tu làm gì có mỏ ác. Tu mình có mỏ hiền không? Không, mới đây đó có qua, mà bữa đó là dông bị, quý vị biết ở Chicago là nó dông nó bão thường xuyên lắm, mà Pháp Hòa bị delay ở Chicago, từ bay từ ở ở New Jersey mà về Chicago để connect về lại Canada, thì tới Chicago là mưa bão quá chừng luôn. Thì họ nói là họ không có cho mình được khách sạn hay bất cứ cái gì, tại vì đây không phải lỗi hãng máy bay, đây là do thời tiết, cho nên mình phải chịu ở phi trường từ 11 giờ đêm cho tới 9 giờ sáng hôm sau. Rồi bây giờ lúc đó không lẽ mình ngồi mình trách ai, mình móc ai, mình nói gì? Lúc đó phải quán pháp nhĩ như thị. Có những cái mình không muốn nhưng mà nó đến như vậy thì mình phải chấp nhận như vậy. Chấp nhận để làm gì? Để ngồi yên chờ sáng. Chứ nếu mà mình không chấp nhận thì mình cứ đứng lên, đi xuống, đứng tới, đứng lui rồi ngó thì cũng vậy thôi à. Và có những người người ta nằm xung quanh người ta ngủ, người ta nói mình chắc không bình thường sao đi tới lui thôi. Thôi mình cũng bình thường như người ta đi, ngồi yên tại chỗ. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là có một bữa đó Hòa lên phi trường và Pháp Hòa ngồi máy bay 5 tiếng đồng hồ, mà bữa đó Hòa khó chịu, hai cái chân máu nó dồn, cái chân nó đau nó nhức. Trời ơi, Pháp Hòa co lên co xuống mà khó chịu lắm. Thì cái ông mà ông Mỹ ngồi kế bên á, ông cũng thấy mình ông cũng khó chịu rồi, ông nói cái cuối cùng máy bay đáp xuống rồi ông mới hỏi, ông nói sao? Du ít có travel lắm phải không? Tại vì ông nghĩ là một cái người ít travel cho nên là mới có khó chịu như vậy, mà ông đâu có biết là mình. Thì từ đó mình mới nói là cái lúc mà mình ngồi mình tỏ vẻ đó, mình không thấy mình nhưng mà người xung quanh người ta thấy. Quý vị thấy không? Cho nên cũng như vậy trong cuộc sống của mình đó, tôi không cần biết ai nghĩ tôi làm sao, tôi làm vậy đó thì đâu có sao đâu. Không, nhưng mà nếu mình muốn người để lưu lại trong lòng người ta một cái dấu ấn gì cho nó đẹp thì mình thỉnh thoảng phải quán lại, nhìn lại mình chút, chỉnh cái tật của mình, chặt những cái rong rêu của mình để người ta thấy mình có ăn gì một chút. Chứ người ta nói trời ơi, thôi nhắc tới cái ông đó hả, ổng là cua, ổng là ngang, ổng là cái gì đó. Thôi cuối cùng Pháp Hòa kể để chúng nghe câu chuyện.
có một cái chú tiểu trồng cây ở trong chùa. Thì ông Ngộ, ông cư sĩ tới chùa nhìn chú tiểu làm mấy công việc mà ông hơi thắc mắc. Thứ nhất là ông thấy chú này á bưng một cái cây từ một cái chậu nhỏ sang một cái chậu lớn. Rồi á chú này á, cái cây người ta đang xum xuê vậy đó, chú lại lấy cây kéo chú tỉa cho nó gọn lại. Rồi một cái cây mà nó khô queo khô đét mà chú cũng cứ ráng chú tưới chú ngâm. Ông mới hỏi tại nãy giờ tôi thấy chú làm mấy công việc mà tôi hơi thắc mắc. Chú mới nói người ta cũng giống như cây, nếu khả năng của họ có thể phát triển được ở những chỗ tốt, tại sao mình không dời nó ra chỗ tốt cho nó phát triển như trồng một cái cây. Thấy cái cây này nó có khả năng bung rễ xanh tươi trong một chậu to, sao mình lại phải ép nó trong cái chậu nhỏ. Con người cũng giống, mình chăm sóc con người như chăm sóc cây, khi thấy khả năng của họ mình phải giúp cho họ phát triển. Điều thứ hai, một con người quá giỏi như một cái cây sum suê, nhưng nếu chúng ta không có gò gẫm nó cái giỏi nó sẽ bung và nó sẽ mất cái đẹp. Cho nên mình phải tỉa. Quý vị thấy người ta tỉa cây không? Làm cho nó đẹp hơn. Con người cũng như thế. Nếu mình thấy một người giỏi, đừng để nó bô tự bung mà phải kiếm khuôn khổ cho nó, để nó giỏi mà nó không mất đạo đức. Một cái cây có, hoặc là một con người, mình thấy họ hết thuốc chữa theo cái đoán của mình thôi, nhưng sao mình không thử chữa? Đến khi nào mà mình đã làm hết tất cả mà nó không còn cứu được, chừng đó mình mới gọi là gì? Bó tay chấm cơm. Vậy thì trong con người tất cả của chúng ta đây, nếu mà Đức Phật thẳng tay với mình á, thì có lẽ Đức Phật bỏ mình ráo hết rồi. Tại sao? Tại vì cái tật của chúng ta là gặp chuyện đau đầu mới chịu tu. Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vang khẩn nguyện kêu inh ỏi mà trong lúc bình thường thấy lặng ru. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luôn, tụng kinh đôi chút lại chân lu. Tu như điểm chớp xương đầu cỏ mà giỏi vỗ ngực hô hào biết lối tu. Nếu mà Phật tổ muốn thẳng tay với mình như kiểu của mình mà thấy đứa nào không được gạt nó đi á, thì mình cũng bị gạt mất rồi. Tại vì khi nào mình khổ mình mới tha thiết. Thử bữa nào mình vui coi, sơ sơ lơ lơ vậy đó. Mà bữa nào mình quỳ trước Phật mà mình cầm cái hương nhắm mắt là hết nửa cây nhang là biết rồi đó. Bữa đó có chuyện ghê gớm rồi đó. Cái thói của mình. Cho nên á, mình thấy một cái người dở, nếu mình không cố gắng mình giúp thì chưa chắc mình có thể đủ lòng từ. Năm nào Pháp Hòa cũng có nhiều em nhỏ nó về chùa nó ở 2 tháng 3 tháng hè. Trời ơi, có những em nó khủng khiếp lắm. Nó lì khủng khiếp lắm. Nó lì đến mức độ là quý vị biết không, Pháp Hòa đi giảng nó ở nhà nó lấy lửa nó đốt thảm đó. Nó lấy cái vô trong phòng nó đốt cái thảm đó. Pháp Hòa đi về Pháp Hòa hỏi đứa nào đốt thảm, không đứa nào nhận hết. Pháp Hòa mới nói đứa nào nói thiệt đi, nói thiệt thầy chỉ muốn biết thiệt thôi, thầy không làm gì hết trơn. Cái lúc đó nó ra nó nói dạ con. Trời ơi lúc đó là máu lên tới đây nè. Lúc đó quý vị có hỏi thầy, thầy thầy có bị cao máu không? Dạ máu em đã cao, bây giờ chỉ đợi trào. Nhưng mà mình đã lỡ nói với nó rồi, nói thiệt là sẽ không. Thật sự lúc đó nếu mà cái người mà cái control không có gì giỏi đó, có thể sáng một bạt tai hay là đánh nó. Nhưng từ đó về sau mình mất cái chữ tín với nó. Mình đã hứa với nó là nói thiệt dù điều đó rất dở nhưng sẽ được tha. Pháp Hòa chỉ hỏi nó là tại sao con đốt. Nó nói đốt thử coi cháy không. Thì đây mới chào thiệt á. Hồi nãy là mới cao máu thôi, bây giờ là cao máu thiệt. Trời đất ơi, thảm mà nó hỏi đốt thử coi cháy không. Có một cái đứa đó 14 tuổi, năm đó bà ngoại gửi tới chùa một mùa hè. Quý vị biết là nửa đêm đó, nó mở cửa sổ, nó chui ra ngoài, nó đi chơi. Mà các chú tiểu trong chùa là không hề biết cái mánh đó. Mà thằng này tới nó giả trần. Nhưng mà cũng may là các chú không có đi, mà các chú cho Hòa biết. Thì thưa Pháp Hòa, nói như vậy là để cho đại chúng biết là có những đứa nó rất rất là nghịch.
Thì mấy vị mới nói: thầy ơi, bây giờ con thấy thầy tội nghiệp quá đi, thầy không có ăn có ai đồng nào mà thầy phải ôm mấy cái đứa nhỏ này, thầy đuổi nó cho rồi. Thì Pháp Hòa mới nói như thế này: thật sự qua đuổi nó được, nhưng Pháp Hòa suy nghĩ nè, nếu mình đuổi nó đi, mai mốt nó hư, thật sự là một đứa hư, chừng đó mình sẽ trách mình là lòng nhẫn nhục chưa đủ, lòng từ bi chưa đủ, thà nó tự nó bỏ mình đi hơn mình đuổi nó. Mình đuổi nó thì nó có một cái dấu ấn là nó ở chùa mình đuổi. Bây giờ cha mẹ cũng vậy, nếu lỡ cha mẹ có một đứa con mà nó ngỗ nghịch, nó không dễ thương, quý vị đừng có đuổi nó, quý vị đừng có hất hủi nó, tại vì nó là con ruột của mình mà mình còn đối xử nó như vậy thì nó bước ra đường thế nhân đối xử đó với nó như vậy cũng là thường, vì chính mình sanh nó ra mà mình còn không ôm ấp được nó thì người đời xử tệ với nó là cái chuyện đương nhiên thôi. Cho nên, nhưng mà nếu như mình càng không ôm ấp nó càng bung hơn nữa. Cho nên một cái cây sum suê là giỏi đó thì phải tỉa phải gọt để cho nó vào cái khung và nhìn cho nó đẹp. Một con người nếu quá dở rồi cũng không nên buông bỏ, làm hết sức của mình. Nhưng mình làm như vậy thì trước sau gì cái quả của mình nó cũng tới. Trước khi qua đây, Phó Hòa đi đám tang của một bà cụ. Bà cụ này thì rất ít đi chùa, người Hoa. Sở dĩ chùa biết là bởi vì người con gái của bà lúc còn sống đi chùa thường, cho nên giữ cái liên hệ đó. Quý vị biết không, đến cái ngày bà mất là mãn cái mùa khóa tu ở bên đó, vừa mãn thì bà mất. Gia đình lên mấy người cháu, mấy người con mà không có rành gì hết trơn, lên nhờ Pháp Hòa tận tình lo. Mà cái ngày đó đám tang của bà là tại quý thầy còn một số á, cho nên tự nhiên ở đâu mà vô cái đám tang mà hàng mười mấy thầy cô, rồi Phật tử dự khóa tu cũng còn ở đó đi dự đầy. Cái Pháp Hòa mới nói đó, bà cụ này đâu có đi chùa, nhưng mà đây là cái phước cuối đời của bà, cái phước cuối đời của bà. Cho nên Pháp Hòa mới nói với các anh chị trong nhà, các anh chị cứ tin một điều, làm bất cứ việc gì cứ lấy hai chữ nhân quả làm đầu, dù điều đó tốt xấu như thế nào cứ luôn luôn tâm niệm hai chữ nhân quả, để chúng ta biết chọn cái gì tốt cố gắng làm, cái gì dở chúng ta cố gắng bỏ. Có thể mình chưa bỏ hoàn toàn nhưng mình giảm được mức độ nào mình hãy giảm tới mức độ đó. Như vậy gọi là gì? Tức là chúng ta phát triển tâm tu. Cho nên đối với mọi người xung quanh, thôi bây giờ cứ tâm niệm một điều, ai đến đây cũng tạm hết. Pháp Hòa tới đây cũng tạm, quý vị tới cũng tạm hết. Ai làm được gì cho đời cho đạo, hoan hỷ. Đừng có chống, đừng có buồn. Người ta làm việc này, mình làm việc khác. Mà nếu người ta làm việc của mình mà lỡ người ta làm hư, mai mốt ta khỏi nhúng vô nữa. Chừng đó mình thảnh thơi mình làm, mắc chi buồn. Phải không? Cho nên nếu có buồn, nói theo thế gian, buồn 5 phút. Thôi chúc đại chúng lỡ có buồn, buồn 5 phút. Thôi bây giờ mình tóm lại cái ý của bài kinh ha. Đức Phật hướng dẫn chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta không, chúng ta vẫn có quyền cầu cho mình tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, tiếng đồn tốt, sanh cõi lành. Nhưng không phải chỉ chúng ta muốn cầu mà được, mà chúng ta nhất định phải làm những việc gì đó. Tức là chúng ta phải tu tập, phải gieo cái nhân để nó dẫn đến tuổi thọ. Ví dụ như giờ người muốn có tuổi thọ thì ăn uống phải tiết chế, không làm việc phải tiết chế, hay là mình sinh hoạt đời sống trong đời sống hàng ngày phải tiết chế. Rồi bên cạnh đó mình muốn có dung sắc thì mình phải thường tôn trọng cái đẹp của người, không khinh chê cái xấu của người khác, vân vân. Mình muốn có an lạc thì chấp nhận tất cả các pháp, và bất cứ cái gì mình có cũng đều là an lạc hết. Ví dụ như một cái người khát nước, ta không có nước uống, mình khát nước mà có nước lạnh uống là an lạc quá trời rồi, cần chi phải coca với cola. Tức là cái khi khát nước mà có được một miếng nước là mình mừng. Những lúc mình đi vượt biên mình không có nước thì mình làm sao? Và mình phải quán chiếu rằng hễ mình chấp một bất cứ một cái pháp gì, một cái hiện tượng gì ở đời này
bắt buộc nó phải tồn tại là mình sẽ đau khổ. Còn mình chấp nhận nó có rồi nó mất rồi nó sẽ có. Muốn nghe chuyện nữa không? Kinh Bách Vụ kể câu chuyện. Có cái cô này á, cổ hết thương chồng rồi mà cổ biết làm sao cổ đuổi chồng đi. Cho nên cuối cùng mà cổ bữa đó cổ mới làm 5 cái bánh có thuốc độc. Cổ đưa cho chồng, bữa đó chồng đi xa. Cổ đưa cho chồng mong rằng chồng đi xa rồi ăn 5 cái bánh độc này rồi chết, rồi cổ ở nhà cổ có thể tự do làm Phan Kim Liên. Cái thì khi mà ông chồng đem 5 cái bánh đi, đang ngồi nghỉ dưới gốc cây thì có mấy cái tên cướp á, nó chạy rần rần tới, cũng hoảng hồn sợ quá, ông nhảy lên cái cây ông trốn cho nó. Thì trong khi mà ông chạy lên ông trốn trên đó đó, thì ông bỏ quên cái túi bánh ở dưới này. 5 tên cướp ăn cướp vàng vòng của nhà vua xong rồi tới gốc cây mệt quá mà đói nữa, vơ vơ sao thấy được bịch bánh đủ 5 cái, 5 đứa chia ăn xong lăn đùng ra chết hết. Nửa đêm nửa hôm ổng ở trên đó ổng đâu có thấy gì đâu, trời tối vậy nè, cứ ở trên cây mà chờ suốt thôi. Tới hồi sáng cái ngó xuống cái thấy sao 5 đứa nhỏ này dưới này chết hết trơn rồi. Ổng mới tuột xuống thì 5 người chết bên cạnh một đống vàng dòng quá chừng. Ổng nghĩ là người đời không thể nào có được cái này, chắc có lẽ là của nhà vua. Ông gom hết đem trình cho nhà vua. Nhà vua thấy lòng trung thành của ông, thăng quan tiến chức cho ông. Thấy không? Chuyển họa thành phước. Đi lên tới nhà vua rồi cái thì một bữa nọ có một cái con cọp á, nó hay làm hại nhân gian cái vùng đó, thì người ta mới tâu lên nhà vua phải kiếm một tướng lãnh nào giỏi để đi diệt cọp. Chắc chắn ông không phải là Võ Tòng rồi. Thế thì ông đi, ông cũng lãnh cái sứ mạng ông đi. Cái bữa nọ cái ông đang dắt cây kiếm về mà ông đang gặp con cọp, cái con cọp nó rượt ông sợ quá, ông nhảy lên cây ông trốn. Con cọp cái gì nó gầm gừ, nó há miệng nó gầm gừ, trong lúc ổng đang run bày bẩy vậy cái cây kiếm á nó tuột xuống rớt tục ngay cái miệng con cọp. Thế là chẳng cần đánh cọp, do run không mà giết cọp. Thế là con cọp ở dưới nó về ổng rung quá mà con cọp nó gầm gừ sợ quá, ổng rung 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 cái kiếm lắc 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 cái nó rớt ủng ngay cái miệng con cọp, cọp chết tươi. Ổng tuột xuống cái là trời ơi, người ta tung hô vạn tuế tại tưởng ổng giết cọp. Thưa đại chúng, câu chuyện đó Đức Phật kể trong kinh Bách Vụ á để nói với chúng ta rằng trong cuộc sống á, có nhiều khi mình thấy cái đó họa cũng chưa chắc, phải không? Chưa chắc cái đó là họa đâu. Cho nên nhiều khi mình sống, nhiều khi mình đứng giữa mọi người mà mình thấy toàn cao thủ võ lâm không, là mình giả bỏ tôi không biết gì hết trơn. Biết đâu chừng mình còn sống còn sao, phải không? À, còn mà giữa giữa cao thủ võ lâm ta đây là cái gì đó, vậy thì mi hãy ra đây đấu kiếm với ta. Ta thì chết lẹ lắm, phải không? Cho nên á, ngày xưa Khổng Tử cũng có những người đệ tử giỏi hơn ngài rất nhiều, dũng cảm hơn, trí tuệ hơn, cái gì cũng hơn. Thì người ta đặt câu hỏi, những người đệ tử đó cái gì cũng hơn ngài, thế thì tại sao họ phải bái ngài làm thầy? Thì Khổng Tử trả lời, họ hơn tôi mọi mặt, nhưng họ chỉ thua tôi một điều là họ không biết lúc nào phải ứng xử cách khác. Họ thông minh, nhưng không biết lúc nào phải giả bộ như không biết. Họ dũng cảm nhưng không biết lúc nào phải giả bộ yếu ớt. Chính họ không biết cái đó mà họ phải bái tôi làm thầy. Phải không? Cho nên chúng ta cũng vậy. Đừng có nói cái gì tôi cũng biết, cái gì cũng biết hết. Đụng chuyện cái hỏi không? Hết biết. Thì thôi tóm lại, trong cuộc sống của chúng ta, có thể có một người nào đó trong gia đình chúng ta nằm xuống, chúng ta mất người đó. Nhưng bù lại, chúng ta đã hiểu được một bài học rất lớn cho đời mình. Và từ đó cả nhà chúng ta hướng tâm nẻo thiện. Không có cái gì mà nó không có cái nhân duyên của nó. Chẳng qua chúng ta chưa thấy rõ mà thôi. Mà nếu mà chúng ta thấy rõ được nó, chúng ta chỉ cần quán các pháp nó có nhân duyên của nó, thì tự nhiên mình nhẹ lòng. Hiểu được như vậy thì đời sống của chúng ta có an lạc một phần nào. Và tự nhiên cõi này
sẽ trở thành cái cõi an lạc cho mình. Đúng là cái cõi mà chúng ta đừng có chờ khi chết mình đi, ngay trong cõi này mình có an lạc. Thì khi bây giờ mình an lạc thì an vui nơi này, an khắp mọi nơi. Xin chúc đại chúng có một tối ngủ ngon, và qua cái bài kinh này để cho tất cả chúng ta hiểu được một điều là muốn có quả thì chúng ta phải học cái nhân, thấy không? Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm, chứ còn không ai làm được gì cho ai hết. Là chúng ta hồi hướng. Theo như lịch trình thì ngày mai Pháp Hòa có một buổi sinh hoạt với quý vị. Thì cái buổi sinh hoạt đó Pháp Hòa sẽ dành thời gian đó để trả lời câu hỏi. Thì nếu quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề tu học của mình thì xin quý vị hãy viết ra giấy và để trên bàn đây, thì Pháp Hòa sẽ sinh hoạt với quý vị qua một cái hình thức là chúng ta trả lời những câu hỏi. Dạ, cảm ơn đại chúng. Này, phải câu hỏi không? À, thầy kính mến, Phật tử ở rất xa, lái xe thì mưa gió. Thầy ơi, hát cho chúng con nghe một câu vọng cổ. À, cái này là khổ nhục kế. Tức là khoe cái khổ của mình là phải lái xe xa, đi mưa gió. Em cũng sẽ nói rằng, cô ơi, thân tha cho thầy. Thầy ở xa hơn cô. À, bây giờ mình hồi hướng trước đi.